Tôi xin phép được tự giới thiệu, tôi là Hoàng Viên Kha, xin được phép đại diện cho nhóm tổ chức là Nhà Việt Nam và Việt Tuân để đứng ra điều hành ngày hôm nay cái buổi lễ phát giải cuộc thi làm phim tài liệu với chủ đề Huế 1968. Lời đầu tiên chúng tôi xin thành thật cảm ơn sự hiện diện của quý vị phụ huynh, quý vị chứng nhân đã trải qua cái biến cố đau thương của lịch sử Việt Nam. Thay mặt Nhà Việt Nam và Việt Thương, chúng tôi hân hạnh chào mừng cộng đồng Việt Nam tại Washington DC, Maryland and Virginia cùng quý vị đại diện các tổ chức, chức hội đoàn và toàn thể quý thân hữu đến với chương trình phát giải thưởng ký giả trẻ Young Vietnamese American Journalist dành cho các thanh thiếu niên Mỹ gốc Việt đã tham dự cuộc thi thực hiện phim tài liệu ngắn với chủ đề Tết Mậu Thân 1968. On behalf of Nhà Việt Nam and Việt Thuyền, we are honored to welcome President of Cộng đồng Việt Nam of Washington DC, Maryland and Virginia, and all our honored guests and representatives of our community and all audience here today at the award ceremony for Young Vietnamese American Journalists Tết Mậu Thân 1968 Short Documentary Film Contest. Để bắt đầu chương trình, chúng tôi xin kính mời quý vị đứng lên để chuẩn bị nghi thức khai mạc. Commemorate the victims of the 1968 Tet Mau Thanh massacre and the boat people who lost their lives on the journey to freedom. Phút mặc niệm để tưởng nhớ công ơn các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt nữ đã có công dựng nước và giữ nước. Tưởng nhớ anh linh các chiến sĩ đã vì quốc vong thân nơi chiến trường hoặc trong lao tù cộng sản. Tưởng nhớ hương linh các nạn nhân đã bị cộng sản sát hại trong biến cố Tết Mậu Thân 1968 và các đồng bào đã bỏ mình trên đường tìm tự do. Phút mặc niệm bắt đầu. Kết thúc. Kính mời quý vị an toàn. You may be seated.
Xin kính chào quý quan khách, xin kính chào quý phụ huynh và tất cả các em học sinh, các em tham gia của cái chương trình hôm nay. Xin phép tại hôm nay có người Mỹ do đó Kha sẽ nói một ít, thì cô đây sẽ dịch lại bằng đoạn tiếng Anh. Và kính thưa quý vị, trong nhiều năm qua, với cái chủ trương, với cái mục đích là muốn cho một cái thế hệ thứ hai nói tiếp được đến những cái di sản văn hóa và nhất là lịch sử của thế hệ đi đầu. Do đó nhà Việt Nam đã nhiều năm liền tổ chức các cuộc thi viết văn tiếng Việt. Tuy nhiên trong thời gian gần đây thì các em trẻ bên đây vì cập nhật với lại khoa học kỹ thuật rất là nhanh, do đó các em có thể làm được những đoạn phim rất là hay. Từ cái ý tưởng đó mà nhà Việt Nam đã phối hợp với Viettoon để tổ chức cái cuộc thi làm những cái cuộc thi như ngày hôm nay. Nhà Việt Nam would like to welcome all our guests and all our participants here today. The contest is with the aspiration of welcoming our younger generation to partake in our culture and our history. And on this endeavor, Nhà Việt Nam has dedicated a lot of many years in writing contests to promote the younger generation to preserve their culture. And as Nhà Việt Nam has seen our younger generation use technology and has grown up with this technology, we had hoped that this contest would allow these students to use that skill to better highlight their culture and their history. And it is with that the idea of Nhà Việt Nam and Viettoon's collaboration for this contest. Và thưa quý vị, khi chúng tôi ngồi xuống và bàn về cái chủ đề đầu tiên cho cái cuộc thi này thì nó tình cờ đúng vào 50 năm tưởng niệm biến cố 1968, đặc biệt là nạn thảm sát tại Huế. Và chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái cơ hội không chỉ cho những thế hệ đi đầu, nhất là những người, những nhân chứng trong cái sự kiện đó hiện vẫn còn đang sống, sẽ là một cái nguồn lịch sử không thể nào chối cãi được truyền lại cho những thế hệ sau. Và điểm thứ nhì là đây là một cái cơ hội để cho một cái sự kiện lịch sử được các thế hệ trẻ dựng lại bằng cái cách của họ, cho nó họ sẽ dễ truyền được đến những cái thế hệ đồng tuổi với họ hơn. Nhà Việt Nam, when the contest was started this year, it coincided with the 50-year anniversary of the Tet Mok Thanh or Hue massacre of 1968. And so to commemorate the tragedy and remember those who was fallen in the tragedy, Nhà Việt Nam and Viettoon came up with this contest. With the first hopes of allowing the younger generation to reach out to the older generation who had lived through this the evidence and the living history of the tragedy. And so the second hope was that the younger generation could see the Hue massacre through their eyes and relay that back to their generation and retell this story through their eyes. Và thưa quý vị, khi mà chúng tôi bắt đầu đưa cái tin thi ra đó thì chúng tôi đã nhận được rất là nhiều ý kiến đóng góp. Và một trong những cái ý kiến đóng góp nhiều nhất mà chúng tôi phải suy nghĩ đó là những bậc trưởng thượng đã có cái ý là đây là một cái biến cố quá đau thương, có nên gửi lại hay không. Và điểm thứ nhì là hiện giờ không những riêng ở Việt Nam mà tại Hoa Kỳ có những cái cơ quan truyền thông rất là thiên vị, họ sử dụng nhiều cái nguồn tài liệu khác nhau để mà họ bẻ cong cái sự thật, thì liệu e rằng khi cho các em trẻ như vậy làm á thì các em có bị rơi vào cái cạm bẫy của cái giới truyền thông mình á, có cái định hướng chính trị khác hay không? Well, coming up with this contest, we are faced with a couple things to consider. One of those things is that there are lots of material out there through the media that can influence and bend the truth in retelling of historical accounts.
And so with the young students who are going to embark on this contest, we were unsure if they would be able to filter through all that to find the truth. Và chúng tôi nghĩ rằng đối với một cái nền dân chủ tự do của Hoa Kỳ cũng như là cái nhân bản của Việt Nam Cộng Hòa thì chúng ta luôn luôn mở lòng ra và chúng ta cũng nhận đó là một cái cơ hội để chúng ta có thể truyền lại những cái sự thật. Nếu mà những cái người trẻ đó họ đi thu nhập những cái tài liệu không có đúng thì đây là cái cơ hội để chúng ta trình bày lại cái khía cạnh sự thật của lịch sử mà đã bị chôn vùi suốt 50 năm qua. Từ cái ý định đó, do đó ban tổ chức đã mạnh dạn xúc tiến cái cuộc thi này. But then we realized that with the guidance of those that are in our community, we would be able to help the students while they were making their documentary to uncover the truth and guide them. Even though the stories that they're going to find and stories that will be told to them are painful to recount, it is still of utmost importance to remember and to tell the true story. Và trong khi diễn ra cái cuộc thi đó thì thật là may mắn là chúng tôi đã được sự tiếp tay của rất là nhiều đồng hương hầu như là khắp mọi nơi trên thế giới, đặc biệt là những cái tổ chức chuyên về làm phim tài liệu, Việt Nam Film Club đây chẳng hạn, đã cung cấp rất là nhiều nguồn tài liệu và những cái sự thật đã bị che giấu để cho các em ghi danh, các em có thể lấy những cái điều đó làm cái tài liệu để các em làm cái bộ phim của mình. We were very lucky that many members of our community, such as Vietnam Film Club, was able to contribute materials and other evidence and stories and help the students when they were making their films. Và trên tất cả là một cái điểm phải nói là tôi không biết dùng từ là vinh hạnh hay là một cái sự xúc động khi qua cái dịp này chúng tôi mới có cơ hội gặp gỡ những nhân chứng sống của cái thảm trạng đó. Và chính những nhân chứng sống này đã được nhà Việt Nam và Việt Tôn mời tới làm những cái workshop với các em. Những vị nhân chứng sống này đã trả lời điện thoại qua một số em để kể về những cái câu chuyện mà họ chính là mắt thấy, tai nghe. Thì những người nhân chứng sống này đã là một cái nguồn lực và cái nguồn sự thật để soi sáng, bứt phá mọi cái màn đen giả tạo của giới truyền thông tại Hoa Kỳ cũng như của Việt Cộng trong suốt 50 năm qua. Và điều này đã khiến cho những em dự thi đã có một cái cơ hội để học ra được cái sự thật của lịch sử Việt Nam vào năm 1968. We are indebted and we are so lucky to have the witnesses that were present during the Hue massacre come to our workshops and help us by telling their stories of what they heard, of what they saw with their own eyes and heard with their own ears during this tragedy. And we don't know whether we should use the word that it was emotional or if it was an honor, but perhaps it is both, that they came to us and shared their stories. And with that, they are the light that is lighting the truth, that uncovers the darkness that for 50 years the communism and that has tried to bury the truth is now uncovered. And we thank you so much. Và suốt trong 2 tháng chúng tôi đã nhận được một số bài gửi về. Trong 2 tháng đó thì các em và một số các em là học sinh của trường Việt Nam Thăng Long mà tôi đã phụ trách. Thì khi thấy các em tới gặp tôi và hỏi về những vấn đề lịch sử đó thì cái điều đầu tiên làm cho tôi xúc động nhất là qua cái những cái cuộc thi như vậy là một cái cơ hội cho các em trở về nguồn, trở về với những cái sự thật của lịch sử Việt Nam. Và khi các em đến workshop ở đây, các em đã gặp một số cựu quân nhân đã từng chiến đấu trong cái bối cảnh lịch sử lúc đó. Và thưa quý vị, những câu chuyện kể lại không chỉ làm rơi nước mắt của những người kể mà cả những người không từng trải qua như tôi và cả những người chỉ đọc những cái phần tin đó qua Wikipedia như các em nhỏ ở đây. Bởi vì thưa quý vị, sự thật là sự thật
dù chế độ cộng sản hay là bất cứ một thủ đoạn chính trị ma giáo nào muốn bẻ cong cái sự thật đó, sự thật ánh sáng nó vẫn bứt phá màn đêm một ngày là nó sẽ soi ra. Tuy nhiên, cái sớm hay muộn để ánh sáng sự thật soi ra là do tất cả thế hệ đi trước ngày hôm nay, và trách nhiệm của một thế hệ đứng giữa như chúng tôi ở đây tạo một cái cơ hội để luồng ánh sáng nó đẩy mạnh ra sớm hơn và bứt phá tất cả màn đêm gian tối 50 năm qua, trả lại sự thật, vinh dự cho những người cầm súng bảo vệ dân chủ, bảo vệ nền cộng hòa của Việt Nam, trả lại sự thật cho oan khiên hơn 5.000 người đã bị giết rất là dã man. Và thưa quý vị, sáng nay thì tôi đang thực hiện một bức poster ở đây, một bài đọc nó vẫn đổ tội giết hơn 5.000 người, vẫn đổ tội cho người lính Việt Nam Cộng Hòa, vẫn đổ tội cho quân đội Mỹ. Và tôi có cơ hội nói chuyện với một dư luận viên và nó nói là người Mỹ đã thả bom, đã bắn giết, nhưng mà tôi chỉ nói một câu: nếu mà người Mỹ giết như vậy đó thì khi khai quật lên tại sao xác chết là bị cắt mất đầu, đạn bom không thể cắt đầu người ta, xác chết không thể nào cột tay vào nhau mà bị chôn sống như vậy được, thì đó là sự thật. Và sự thật đó nó đã bứt phá được ra và đẩy lùi đi bóng tối giả tạo. Và những người dư luận viên đó chẳng qua họ chỉ là một cái thế hệ bị nhồi sọ thôi, mà bây giờ chúng ta phải cần những người thế hệ đi trước như đây, qua những cái bộ phim, những cái cuộc thi như vậy, giúp đưa sự thật ra để giải cứu một dân tộc đang bị đắm chìm bởi cộng sản. Through the many months that this contest has taken place, we have received many letters from Vietnamese schools like Thanh Long that sent letters asking questions, and we were so touched by their eagerness to reach out and to learn about their history. And that is the sole purpose of this contest. When we can show this documentary, we are able to then return to the victims what was taken from them. And what was taken from them was their pride. Those people that came to present their testimonials and told us of when they held arms against the communists 50 years ago, they were robbed of their pride when the truth was bended. So we're returning to them that pride, that memory. And we're also giving the truth back to the community. This morning, when I was looking at the poster, I was reminded by the comments of a portion of the of other people who have a false belief that said that the Americans are the ones who bombed Hue, who resulted in the deaths of more than 50,000. But that is not the truth, because how can a bomb behead victims? How can a bomb tie up and bind the people? That cannot be. And so through this documentary, we want to return to the victims what was taken from them. And 50 years ago, until now, it has not been given back. And so we want to be able to give peace, to bring the light and the truth to those that were affected by the Mekwe massacre 50 years ago. Bài Vika xin phép bắt đầu giới thiệu những người đã đóng góp trong ban giám khảo của cuộc thi ngày hôm nay. We'd like to introduce the judges of this film contest. Dr. Murray Bissett of Victims of Communism Memorial Foundation. Đây là bức tranh Murray của đài tưởng niệm nạn nhân cộng sản.
và Mr. Julian của Vietnamese Film Club. Bà Nguyễn Thanh Trinh. Bà Nguyễn Thanh Trinh. Vấn mặt. Mr. Nguyễn Mậu Trinh. Trong ban giám khảo, chúng tôi cũng xin nhắc đến một bạn trẻ đại diện cho thế hệ trẻ là em Vũ Ngọc Vi. Và Vi hôm nay có việc không có tới được. Sau khi ban giám khảo đã được giới thiệu xong, kế tiếp chúng tôi xin phép được mời 5 em. 5 em này được chọn vào trong vòng tuyển chọn. Cho đến 5 em này rất là xứng đáng để được lên đây trình diện cùng quý vị. Thầy xin mời tất cả các con, năm em. We'd like to invite the five young students that were selected to come up. Chúng tôi xin trân trọng kính mời em Huỳnh Trúc Mai, em Tăng Vinh, em Nam Trường, em Alison Thôn, Hà Trọng Dân. Xin mời các em bước ra trước. Dạ, xin mời trước khi trao cái bằng ấy thì thầy xin xin lỗi là cái quen thói ở trường Thăng Long, cái xin thầy xin các con giới tự giới thiệu tuổi và tại sao các con tham gia vào cái cuộc thi này. Con tên là Tăng Quốc Vinh, con 14 tuổi và con I entered the competition night because I wanted to learn more about what happened in Hue in 1968. My name is Mai, I'm 15 years old, and I entered this competition to learn more about Vietnamese history. Con tên là Nam Trân, and I'm 17 years old, and I entered this video contest because I wanted to learn more and bring back what our elders and ancestors thought of this, and because, as said before about how in history is... history was rewritten so we wanted to be able to uncover what was really said by our elders and ancestors. My name is Napoleon Ha. I'm 17 and I entered this competition because I want to put this history into video form, which is easier for some people to understand because some people don't learn information easily through books. So video is like an option. My name is Alison Tan, I'm 16 years old, and I entered the competition because when my teacher introduced the topic to class, it was something I never heard about, and so when I asked my mom about it, she also didn't hear about it, and it shocked me that even though she was born in Vietnam, she didn't hear about it despite not having lived through it. So because my family is from Hue, I thought it would be important to bring out this history to preserve it and consecrate it so that we don't forget and we can learn from it. Con xin được trân trọng kính mời cô Cynthia Chương đại diện cho Việt TV. Xin trân trọng kính mời thầy Hà Văn Sang đại diện cho nhóm cựu học sinh Bê Bú Ký. Xin trân trọng kính mời chủ tịch cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn ông Đinh Hùng Cường. Xin trân trọng kính mời Chu Linh đại diện cho Việt Nam Film Club.
tổ chức xin chân thành cảm ơn quý vị thân hữu đã có hảo tâm bảo trợ cho giải thưởng cuộc thi làm phim tài liệu Tết Mậu Thân 1968. Việt TV bảo trợ giải nhất 1.000 đồng Mỹ Kim. Thân hữu Cố Đô Huế bảo trợ giải nhì 500 đồng. Hội cựu học sinh Peruki bảo trợ giải 300 đồng. Việt Nam Film Club cô Trịnh Bình An bảo trợ giải khuyến khích 100 đồng. Và gia đình cũng như nhạc sĩ Lâm Phương bảo trợ cho giải khuyến khích và trẻ tuổi 100 đồng. Và bên cạnh đó, nhà Việt Nam cũng cộng thêm một giải khuyến khích nữa là 100 đồng vì cho một cá nhân 14 tuổi đã tham dự cuộc thi làm phim ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời quý vị một tràng pháo tay để nhận thức xin mời quý vị làm phim của phim. Kính thưa quý vị, trong phần thưởng của các em ngày hôm nay là được sự bảo trợ bởi nhà Việt Nam, Viettoon và Việt Nam Film Club, cũng giống như tủ sách tiếng quê hương. Trong gói quà của các em là có những chiếc t-shirt, có những cuốn sách và bên cạnh đó cũng có một cái phim Hồn Tử Sĩ do Việt Nam Film Club phát hành. Xin trân trọng một tràng pháo tay nữa dành cho các em. Chân thành cảm ơn quý hội đoàn và cá nhân đã giúp cho việc thực hiện các phim tài liệu qua việc trả lời phỏng vấn. We would like to invite Dr. Murray to say a few words. He was among one of the judges for this documentary film contest. Thank you. Thank you, Kyle. Thank you, everyone, for being here. Do they get to see the movies? Yeah, after this. Yes. You are in for a treat. I was incredibly impressed with the quality of the films that were produced, especially because they are so young, so young, standing in front of me. I mean, your achievement is outstanding. It's also very hopeful for me. One of the things that the Victims of Communism Memorial Foundation does is opinion polling, and we examine the state of knowledge of young people about the history of communism in the United States. And sadly, most young people are just utterly ignorant about the truth of communism. A number of times today, we've heard Ka and some of these young people, you know, mention revision, historical revision, you know, that the truth about communism has been covered up. And each one of them in their own way has contributed to uncovering that truth, which is a prerequisite of an important aspect of our mission and a duty of all of us, which is to commemorate, to memorialize the victims of this evil ideology. We need truth, we need memory, but most importantly, we need justice. And without truth and without memory, there can be no justice. And so I want each of these young people to know that you have provided a very important step on that road towards justice for all of the victims of communism, all of those that died in Vietnam and still today are oppressed in Vietnam. So thank you. We owe you a debt of gratitude. And một trong những vị giám khảo không có mặt ngày hôm nay
Tuy nhiên, ông là một người có thể nói là nhân chứng của sự kiện lịch sử, và ông tuy tuổi đã cao và ngồi xem lại những cái đoạn phim đó, chính ông cũng đã xúc động và viết một đoạn email gửi đến cho ban giám khảo, và xin được chia sẻ cùng quý vị ngày hôm nay về cái đoạn email của ông. Xin mời bác Quỳnh Thái chú. Rất là thư gửi ban tổ chức của nhà văn Quỳnh Thao của tịch câu lạc bộ văn học học nghệ thuật Vùng Hoa Thiệt Đốn nhà Việt Nam. Excerpts from Letter to the Contest Board by Mr. Nguyen Thao, Thao, writer, chairman of the Vietnamese Literary Artistic Club, nhà Việt Nam. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin đọc một vài đoạn trong lá thư của nhà văn Nguyen Thao gửi ban giám khảo cuộc thi. Nhà văn Nguyen Thao là chủ tịch của câu lạc bộ văn học nghệ thuật Vùng Hoa Thiệt Đốn, tức là nhà Việt Nam. Nhà văn Nguyen Thao năm nay đã 85 tuổi và ông có việc bận ngày hôm nay không thể đến dự được, và ông viết những đoạn thư sau đây. Phải nói ngay là tôi không thể quyết định dứt khoát về việc ấn định số điểm riêng cho mỗi phim. Nhìn chung, tất cả đều chỉ phản ánh nỗ lực diễn tả vài nét chính của sự việc, chứ chưa đưa ra được các chứng liệu cụ thể về thảm cảnh mẫu thân 1968. Điều này dễ hiểu, vì các bạn đều sống quá xa với biến cố và may mắn lắm là được nghe vài nhân chứng kể lại, nhưng cũng không có chi tiết đặc biệt về một thảm cảnh nào. Đánh giá này của tôi có thể mang nặng tính chủ quan, do ấn tượng chưa thể xóa nổi sau nhiều ngày tháng mà bản thân tôi từng đứng trước những thân xác bị xé nát, chất chồng ở nhiều nơi, từ rừng núi cao nguyên tới các đoạn đường nẻo suối tại vùng 1. Cho nên, tôi chỉ có thể ghi nhận nỗ lực đáng khen của các bạn làm phim là biểu hiện nhiệt tình, muốn làm sống lại những hình ảnh đau thương của người dân trong một thời kỳ lịch sử nặng trĩu oan khiên của đất nước chúng ta. Từ đây, tôi chỉ dám kết luận là rất tán trở nhiệt tình của các bạn, và luôn mong các bạn sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm nữa các sự kiện mang tính lịch sử của giai đoạn này, đồng thời thực hiện thêm những công trình mới. I could not make up my mind on the scores given to these young contestants for these short documentaries. They all tried their best to present some aspects of the event. However, they have not provided further evidence to the horrific massacres during 1968 Mậu Thân. That is quite understandable given the time discrepancy between then and now. And all what these young filmmakers could gather was the testimonies by some eyewitnesses. Anyway, my evaluation might not be objective at all because I have never been able to put behind me those traumatic memories. When I myself had to look at the distorted bodies found in the forest or scattered along the highways in central Vietnam. Therefore, after watching these short documentaries, I can only praise the filmmakers for their effort to revive the most painful memories of the Vietnamese people during the most tragic time in the history of our country. I deeply appreciate your endeavor, my dear young friends, and I sincerely hope that you will continue searching for more historic facts in regard to that time period, as well as working on your new film projects. Và một người trong ban giám khảo mà chúng tôi có may mắn mời là một thế hệ trẻ. Xin mời Nguyễn Ngọc Đăng Vi. Em có vài lời nhận xét về bộ phim của bạn. Okay. Hello everyone. My name is Ngọc Vi. And I'm very honored to be one of the judges. I'm not here to judge anyone because all of the videos are very good, and I actually learned more from you guys. And thank you for providing us such valuable and then something that we can't, like we don't know, is touch my heart by watching your videos. Thank you. Sau đây là chúng tôi xin phép
được trình chiếu 3 bộ phim do ban giám khảo đã đưa vào vòng chung kết. Và có thể nào xin ở Huế, ngay trong thành nội Huế. Lúc đó thì 9 tuổi, chỉ có là nghe súng bắn rất là nhiều, mình hiểu việc cầm đánh, tại sao mà tiếp mà việc cầm đánh. Mình nghe, mình thấy và mình sợ là đó ra đó là mấy cầu ở ngoài thành nội chạy vô trong nội để trốn, là từ vì nghe họ nói là ô phải cầm bắt những cái người này để đi giết. Có thể mình nghĩ ô ta sao bắt giết em của ông nội, có một người là ông Huệ cũng ông đó là chỉ là người đi ra thư thôi, tại sao phải giết. Cái cuộc sống á rất là hiền hòa mà nó rất là vô tư, mà sau màu thân á thì con người vẫn sống cũng bình thường, nhưng mà họ sống có vẻ là lo lắng nhiều hơn, chuẩn bị nhiều hơn và buồn nhiều hơn. Bên cầm á là đào một cái hố thật to, thì một người á là cầm một cái xẻng mà bởi đất á, và một người thì đứng bên cạnh cái người, ví dụ như là cái người bị giết phải không, đứng đó ngay chỗ cái miệng hầm, thì bên cạnh á có một người cầm sạng á, thì cầm á là cầm một cái xẻng đánh vào đầu của cái người sắp sửa bị giết, thì cái người cầm sạng bên cạnh á là xô cái người đó xuống cái hầm, tức là họ giết người một cách như vậy đấy. Một số người á bị cột hai tay ra sau lưng, một số người bị cột hai cái cánh tay á đá bên này, thì họ không nhúc nhích được, họ định mà kéo đi á. Thì đa số những người tìm kiếm được cái xác của họ là đa số là chết bởi vì có cột dây mà kéo đi cái người này nó xuống dưới hầm, bằng cách là họ sợi đất lên họ trốn tập thể nhiều lắm. Cái đó thì được qua trên TV ạ, cái đó là cái để mà cho thế hệ sau này nhìn thấy cái sự tàn nhẫn của cộng sản là như thế nào. Nếu mình nghe lại những cái điều xảy ra trong cái cuộc chiến năm 68 á, từ những cái người thân nhân mà đã đi qua những cái gặp những cái hoàn cảnh mà thấy hoặc là gặp hoặc là ở trong cái hoàn cảnh mà chết chắc đó, thì mình mới biết là nó sự thật. Còn mà nếu mà nghe về báo chí thì đôi khi nó cũng nghe được đấy, nhưng mà mình vẫn còn hoang mang, mình biết là tại sao nó có thể dễ sợ như vậy, phải không? I was 18 years old and I live in Đài Nội Thành, inside of the wall. Huế was a beautiful city, peaceful, cheerful and happy city. We have to be careful because people always watching and they can harm you anytime they want. It was changing completely. We couldn't go out. We have to be hiding
somewhere. We dig the hole underground, try to save ourselves. I knew that on the New Year's, we were playing car and we heard the gunshot. We were scared, tried to hide, and the next day we knew right away that Viet Cong took over thành phố Huế. I was sad. People were gathering from their home to the big hole they call grave. That was dig by forcing people to dig the hole for them. And people stay in line and a company shot them at the same time. And the body fell right into the gray hole. Personal in my family, my grandmother, younger brother in the late 70s, my grandfather, younger brother, also the same age, late 70. When we found their body, their hands were tied in the back and their head were chopped from their body and lay on the different area. After the event ended, I went looking for the horrified place. I saw a mountain of body of young soldier of communist around 12, 13, 14, 15. Two of them were chained in one gun, although body built up almost at the mountain. And that was horrifying. That was a sad moment, and that is a sad memory that I will carry for the rest of my life. But we have to go on from there and try to make things better. But to me, it's always clearly, it's always there, but we have to overcome, for not only for me, and for the next and next and next generation of the young people. And they learn from that horrifying event and try to make things better. Regarding the Vietnam War. I think
think this contest was an amazing idea, because at some time in the near future, many people who are old enough during the Vietnam War who are capable now of recalling their experience and certain events will probably not be able to in perhaps the next 10 or 20 years as a result of the war's end nearly passing 80 to 90 years during that time. The message I want to convey is remembering the Vietnam War from how the older generation of the Vietnamese experienced it. Khi mà trận chiến Mậu Thân xảy ra thì tôi 27 tuổi. Tôi là một sĩ quan đang ứng trực ở Bộ Tư lệnh Sư đoàn 1 ở Thành Nội Huế. Thì giống như tất cả mọi người đều biết, về phía Việt Nam Cộng Hòa chúng ta thì luôn luôn tôn trọng những cái lề thói và phong tục tập quán cũng giống như lòng nhân ái của người Việt Nam mình từ xưa đến nay. Thì lợi dụng những ngày Tết, những ngày đầu năm xuân về để cho dân chúng yên tĩnh, vui vẻ đón xuân và rước. Thứ nhất là lo về việc tế từ ông bà tổ tiên. Về phía Nam Cộng Hòa đã đề nghị hưu chiến 3 ngày và bên phía Cộng sản họ cũng chấp nhận hưu chiến 3 ngày. Nhưng mà tiếc một nỗi, bên Việt Nam Cộng Hòa thì luôn luôn giữ đúng lời hứa, tôn trọng danh dự và lời hứa của mình. Còn phía Cộng sản thì họ không tôn trọng, họ không biết danh dự là gì. Họ lợi dụng trong lúc quân và dân miền Nam đang sửa soạn hoặc là đang vui xuân đón Tết, thì họ bất ngờ tấn công vào miền Nam Việt Nam nói chung và xứ Huế nói riêng. Although the Vietnam War had ended with the North taking over a peace treaty violation years after the Tet Offensive, we cannot go back in the past and prevent the bloodshed that occurred on both sides of the war. Tet, as Bac Nguyen Ai put it, at the end of the day, is a tradition and celebration with family and friends. We may not be able to fix the past and the damage it inflicted on its future, but as time goes on and what we can learn from the Tet Offensive bloodshed is that life is sacred. We must embrace the presence of our family and friends we have today, embodying the spirit prevalent in the celebration of Tet. Be thankful for the loved ones you have now, because they aren't here forever, and give thanks to unknown blessings already on their way. She was a medical student in 1968 and was working at the hospital. And on the first day of Tet, Viet Cong attacked Hue. She ran into the church to hide for a couple of days.
On the way back home, she ran to her brother's friend, Bang, who told her that her brother had been killed. When she got home, she met her grandfather and brothers who were hiding in the attic. When Viet Cong discovered their hiding place, they killed all three of them in front of her. And Bang was also shot to death during the burying of all their bodies. Phần giải thưởng cho các thí sinh tham dự cuộc thi làm phim tài liệu về Tết Mậu Thân 1968. Chúng tôi xin nhắc quý vị, chúng tôi sẽ mời một số quý vị lên để trao các giải thưởng cho các em. Xin quý vị vui lòng chuẩn bị trước. Cảm ơn quý vị. Chúng tôi sẽ mời ông Phúc Nguyễn, đại diện đài truyền hình Việt Nam Hoa Thị Tôn. Chúng tôi sẽ mời bà Bùi Dương Liêm, bà Nguyễn Thị Bé Bảy là đại diện Liên hội Cựu chiến sĩ cùng Hoa Thị Tôn. Chúng tôi sẽ mời bà Hồng Thủy, đại diện nhà Việt Nam. Chúng tôi sẽ mời ông Công Xuân Tùng, đại diện Việt Tun. Và chúng tôi sẽ mời cô Lê Thị Nhị, đại diện nhà Việt Nam. Xin quý vị vui lòng chuẩn bị dùng. Trước khi mời các em thí sinh lên để mà nhận giải, thì ra nhận thấy rằng trong cái sự hiện diện ngày hôm nay, bên cạnh các em thí sinh, các quý cộng đồng còn có phụ huynh của các em, những người đã có mặt ở trong cái cuốn phim của các em. Kha xin mạ muội được mời, kính mời quý vị đứng lên. Những nhân chứng sống đó, không thể có cụ ở đây à. Xin mời cụ đứng lên. Xin mời. Và
bên cạnh đó, con Kha suy nghĩ là nạn nhân của Cộng sản không chỉ có một vùng Huế đáng yêu mà cả tất cả miền Nam Việt Nam và tất cả Việt Nam nói chung đều là nạn nhân của Cộng sản. Tuy nhiên ngày hôm nay là nói về chủ đề của Huế, do đó con xin phép được mời tất cả những ai hiện diện ngày hôm nay là người gốc Huế xin được đứng dậy để cho chúng tôi xin đại diện cho tất cả mọi người dân Việt Nam bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc nhất đến những mất mát, những tang thương của người Huế. Xin cho phép anh nói lời lời tiếng Anh để cho among those who be here with us today, I recognize some faces. They come from the middle part, and especially in Huế, and also they appear in the movie. So I would like to take this opportunity to pay our tribute and our respect to those who witnessed, and also they can represent those people who died during that event. Thank you. Okay, please come up here, receive your award. Hoàng Thành Đốn phát giải thưởng cho thí sinh Hà Trọng Nhân. Hà Trọng Nhân, how are you again? 17. Okay, Hà Trọng Nhân. Chúng tôi xin kính mời bà Nguyễn Thị Bé Bảy, đại diện Liên hội Cựu Chiến sĩ Việt Nam, trao giải thưởng cho em Tăng Quốc Vinh. Tam Quốc Vinh, how are you? 14. So you have another special award from Nhà Việt Nam. Chúng tôi xin kính mời cô Hồng Thủy, đại diện Nhà Việt Nam, trao giải thưởng cho em Alison Tôn. Alison Tôn, how are you? Tôi xin kính mời ông Công Xuân Tùng, đại diện Việt Tun, trao giải thưởng cho em Nam Trần. Nam Trần, how are you? 17, right? Và chúng tôi xin kính mời cô Lê Thị Nhị, đại diện Nhà Việt Nam, trao giải thưởng cho em Huỳnh Trúc Mai. Trúc Mai, how are you? Yeah, good thing. Thank you so much. Please give a big hand to these award winners. Xin mời cô Hồng Thủy trở vào. Và thưa quý vị, là như chúng tôi đã nói qua, là ban giám khảo họ rất là khó để mà họ chọn ra bộ phim nào hay hơn bộ phim nào. Tuy nhiên chúng tôi xin được phép mở hoặc ở đây xin nói rõ rằng các em làm phim bằng những cái kỹ thuật rất là đơn giản nhất. Chẳng hạn như Alison Tôn dùng cái iPhone để làm phim. Chẳng hạn như là Nhân phải download tạm một cái trial version Mac Movie. Khi mà em gửi cái bộ phim của em tới mà chúng tôi ngồi xem á, cái trial version nó vẫn chạy lên, nó hiện lên you like to submit and pay for this. So khi mà nhìn về ban giám khảo rất là xúc động, và chúng tôi nghĩ rằng nếu như có sự đầu tư của thế hệ đi đầu, những thế hệ chúng ta, thì chắc chắn ba bộ phim và tất cả nhiều hơn nữa sẽ được hoàn mỹ hơn, không cả nói về vấn đề nội dung mà cả về vấn đề kỹ thuật. Và Việt Nam Film Club là một tổ chức đầu tiên đã đứng ra nhận lời bảo trợ cho các em nếu các em muốn tiếp tục làm những bộ phim này. Và ông Murray, ông đã sẵn sàng
để đưa những cái bộ phim này đi tới cái trụ sở của ông là Victim of the Communism Display ở ngoài đó. Dạ, xin thành thật cảm ơn thầy. Dạ, xin mời các quý vị và các em trở về chỗ. Tuy nhiên mời lại ba em. Dạ, ba em Alison Tom, Nam Trần và Mai Quỳnh. Dạ, đứng lại đây một xíu cho thầy. Thưa quý vị, là như hồi nãy thưa là ba em là được vào vòng chung kết. Và chúng tôi, ban giám khảo đã quyết định là trong ba em này, chúng ta sẽ không có em nào hơn nhất nhì ba cả. Các em đều xứng đáng được nhì nhào. Và đặc biệt, chỉ được mở ngoặc một tiếng là đặc biệt, là được khen ngợi xuất sắc nhất là Mai. Và bước lên một chút. Yeah. Cảm ơn các con về. Và để tiếp theo đây là một thế hệ trẻ sẽ gửi đến các quý vị một bài hát Hello Việt Nam. To say hello.
Kelly là đoạt giải cuộc thi Moonfest Talent Show 2017 và hôm nay em rất là vui vẻ đến đây để chúc mừng các anh chị đã đoạt giải cuộc thi Tết Mậu Thân 1968. Và cảm ơn mỗi người. Và kính thưa quý vị, trước khi nhưng lại cho Thủy thì Kha một lần nữa xin wrap up, tức là nói tóm tắt lại. Kính thưa quý vị, hơn 5.000 năm lịch sử, máu, nước mắt của dân tộc Việt Nam đã đổ xuống hầu như từ Nam tới Bắc, hầu như từng giọt nước, sông, nước biển của Việt Nam. Máu và nước mắt của đồng bào chúng ta đã quá đủ, chúng ta đã quá đủ đau thương. Tuy nhiên, những cái đau thương đó, những cái giọt nước mắt, những cái giọt máu xương đổ xuống đó là để vun xới cho một ngày mai từ những thế hệ sau. Thay đổi Việt Nam lớn lên từ nhân bản, lớn lên từ tự do. Và chúng tôi không biết dùng cái chữ nào, xin mời lời của chú Nguyễn Mậu Trinh là chúng tôi không gọi tụi nó, những cái hành động mà giết người như vậy không thể nào gọi người, chúng tôi chỉ... Chính vì nó là bọn cộng sản thì chúng tôi xin mừng là chính những thế hệ sau sẽ thừa hưởng những cái nhân bản mà của thế hệ đi đầu cấy vào, sẽ mang về khai sáng không còn lũ cộng sản ở Việt Nam. Đó là một cái niềm mơ của tất cả chúng ta và đặt kỳ vọng vào trong thế hệ mai sau. Xin một lần nữa cảm tạ quý vị. Dạ, xin Thủy có vài lời nói. Dạ, xin được đại diện cho nhà Việt Nam cũng như ban tổ chức và Vietun, con xin được phép cảm ơn tất cả các phụ huynh đã đưa con em mình tới đây và đã cho con em mình làm những bộ phim tài liệu về lịch sử Việt Nam. Và chúng con đứng ở đây để cùng nhìn về lịch sử, một sự không thể chối bỏ được. Và một lần nữa, xin được đại diện cho ban tổ chức cảm ơn quý vị phụ huynh, quý thầy cô, ban truyền thông và tất cả những hội đoàn cũng giống như những cá nhân, những mạnh thường quân đã ủng hộ cho việc làm phim và cũng như tới đây để cùng với chúng con chia sẻ sự thành công của các em. Sự thành công ở đây, như Vi Kha đã nói, là lịch sử không thể chối bỏ và chúng con cùng đi tìm lại về lịch sử của dân tộc Việt Nam. Của một cái Tết Mậu Thân 1968 và mong rằng từ những điều các em đã học được từ lịch sử Việt Nam thì các em sẽ tiếp tục truyền thống của người Việt Nam của mình là bảo vệ cho một nền tự do dân chủ. Sau đây là xin quý vị gặp gỡ lại những nhân chứng, những người cố đô Huế đã hiện diện ngày hôm nay. Và cũng giống như các bạn trẻ, hãy chia sẻ với các bạn trong việc làm phim của mình. Và bên cạnh đó, chúng con cũng có một số tư liệu để triển lãm ngày hôm nay. Và cũng giống như là những hình ảnh để cùng mời quý vị cùng với chúng tôi coi như ở lại trong những giây phút cùng chia sẻ với những bạn trẻ đoạt giải và gia đình có thể đến đây để mà chụp những hình ảnh lưu niệm của các bạn. Dạ, một lần nữa xin thank you tất cả. In summary, we would like to thank you, everyone who has come out today to witness this documentary contest and the award, and recognize the hard work of the award recipients who made these films. We'd like to thank you, the supporters, the testimonials of everyone who contributed to the film, and the guidance of the people in the community who helped make this all possible. We would like to invite everyone to stay afterwards to take a look at some of the photographs that are displayed up here, as well as to interact and get to know some of the participants of the film contest. We thank you for all for coming out to support our contest today. Thank you. Thank you very much. We'll be right back.
Việt Nam năm bắt chung sang chừng A Đông. 4.000 năm đó văn hóa xây đất bao kỳ thơ. Người Việt Nam cân quốc bao anh hùng, từng khen nữ danh dưới trời A Đông. Hai ơi đừng phân chia năm bắt chung. Việt Nam non nước tươi một màu, yên vui anh trước em sau, đừng có xa nhau mà lòng tan nát đau. Khăng khăng thề tay nắm tay, cùng khao khát say anh vinh quang xa xôi ngập trời. Thank you.
hiền vui anh trước em sau. Đừng có xa nhau mà lòng tan nát đau. Không không thể tay nắm tay cùng khao khát say anh những quang sáng soi ngập trời. Nhà biệt từ nay chúng ta và cùng một lòng mừng vui. Nhà biệt từ nay chúng ta và cùng trước em sau. Đừng có xa nhau mà lòng ta